Rồi, đối với câu 40 của đề số 5 thì các bạn ở đây người ta chỉ hỏi nghiệm nguyên của bất phương trình này thôi. Như vậy ở đây các bạn có thể chạy table để các bạn xử lý nhanh cái kết quả của câu số 40 này cũng được. Ở đây cụ thể thầy sẽ hỗ trợ các bạn bấm máy như thế này. Đầu tiên các bạn vô mốt 8 nhé. Các bạn nhập cái bất phương trình của mình vô, x mũ 3 trừ 9x nhân cho ln của x cộng 5. Rồi. Và các bạn chạy thì các bạn nhận thấy là đối với ln của x cộng 5 thì điều kiện là x cộng 5 lớn hơn 0. Như vậy x của mình sẽ chạy từ trừ 5. Còn kết thúc thì các bạn có thể cho 15 cũng được, 25 cũng được. Rồi, vì đây là nghiệm nguyên cho nên x của mình sẽ chọn cái bước là bằng 1. Rồi, như vậy đây các bạn chỉ chọn những cái kết quả nào mà nó bé hơn hoặc bằng 0 thì các bạn đếm thôi. Như vậy đây thầy nhận thấy nè. Thứ nhất là x bằng trừ 4 thì thỏa mãn yêu cầu đề bài. X bằng trừ 3 thỏa mãn, có hai giá trị rồi. Cứ như thế mình đếm. 3 giá trị, 4 giá trị, 5 giá trị, 6 giá trị. Như vậy ở đây từ x bằng x bằng 4 trở đi thì đã bất phương trình của mình đã không thỏa yêu cầu đề bài rồi. Như vậy ở đây mình sẽ có 6 giá trị nguyên của x thỏa mãn yêu cầu của đề bài. Cho nên đây mình sẽ chọn đáp án là câu C.